Cô chú anh chị em và các bạn buổi sáng vui vẻ nha. Hôm nay tập vợt để chuẩn bị cho tour mời Hòn Sơn và đảo Nam Du. Nên bọn em ra rất là đông và có sự phối hợp của mấy em nhỏ tài năng trẻ. Nhỏ 16 tuổi thì mấy em cũng tham gia chạy buổi sáng cùng với tất cả anh em xe đạp phong trào của thành phố Sa Đéc. Thì chuẩn bị vào tour thì sáng hôm nay anh em ra rất là đông, khoảng trên 20 xe, trên dưới 20 xe. Thì đây là đội cọp bèo của thành phố Sa Đéc nha bà con. Thì, đây là dàn xe của anh em. Có những chiếc xe cũng đang cần thanh lý, giá cũng bình dân nha bà con. Chiếc lúc này là anh ấy hôm trước kêu 16 triệu nhưng mà chưa có xong giá. À, đó anh em tham khảo đồ đạt độ đặt ra nha bà con. Bánh zip sườn carbon lướt chính hãng thì 16 triệu chưa thành giá. Rồi chiếc ran này kêu 18 triệu mà có người trả 13 triệu rồi, chưa xong nha. Bánh NV đó, ran sườn nhôm kiếp carbon rúp đồ camba. Rồi có những chiếc cũng kêu bán đây, có chiếc chết. Chết này là hôm trước gắn dĩa 50 nha, mà hôm nay lên dĩa 53. Rồi anh ấy anh chạy không nổi, anh cũng kêu bán lại luôn. Thì đây là bánh Jeep nha, xài rúp đồ Utecra, sườn carbon chết. Thì anh kêu bán 17 triệu, nhưng mà cũng có người trả 16 năm rồi chưa thành công. Thôi thì ở đây những gương mặt cọp beo của thành phố Sa Đéc chuẩn bị cho đảo Nam Du và Hòn Sơn. Đây là những em trẻ tài năng trẻ. Đây là Thuận Hòa rồi gì? Thuận Hòa em tên gì em? Em nào Thuận, em nào Hòa? Thuận nè, Hòa rồi em tên gì? Thịnh. Đó em. Mạnh đồ gì? Kiệt. Đó đây Trần Tấn Kiệt của Đô Bà Găng Đồng Tháp nha bà con, nhưng mà Kiệt trẻ. Đây là những gương mặt cọp beo của thành phố Sa Đéc nè. Đây là cọp nhưng mà cọp giặt. Đây cọp đây. Đây anh ấy anh mới lên cái đĩa 53, anh kêu bán xe luôn, cứ chạy đâu có nổi. Ồ 50 chạy không nổi mà đặt lên 53. Rồi đi luôn. Anh về dĩa 55 đó, đó. Đây anh này là đi một trận Cần Giờ xong về anh bỏ xe luôn. Bữa nay mới ra lại. 2 tháng mới ra. Đây là những anh em chuẩn bị tham gia tour Hòn Sơn và đảo Nam Du nha bà con. Thì ngày 25 tây bọn em sẽ xuất phát tại thành phố Sa Đéc lúc 4:30. Tối thiểu là 5 giờ bọn em sẽ xuất phát, thì đi chuyến tàu 2 giờ, đi chuyến tàu 2 giờ ở thành phố Giá. Thì khoảng 11 giờ chúng ta sẽ nhập tiệc, giao lưu nhẹ với mấy anh em Giá rồi này kia cho vui nha bà con nhé. Rồi anh em nào tham gia thì alo 0955218 để đăng ký bổ sung thêm vé tàu, thì mỗi vé là 230 một lượt đi cùng một xe. Rồi anh em nào có tham gia thì hãy alo và gửi hình căn cước qua để đăng ký vé tàu. Trên vé tàu nó có bảo hiểm, là chúng ta có chi tiết đầy đủ để khi có vấn đề gì bảo hiểm sẽ hỗ trợ cái phần hậu trường. Rồi đó, xin chào cô chú anh chị em và các bạn, ai muốn giao lưu thì gặp nhau tại thành phố Rạch Giá ngày 25 sáng thứ bảy. Rồi điện 0955218 sẽ gặp Phước làm việc.